Chỉ cần cậu bé này ngủ thì cha mẹ cậu sẽ chết. Cậu tên là Cody, từ nhỏ đã có năng lực có thể biến giấc mơ thành hiện thực, nhưng Cody không khống chế được giấc mơ của mình. Chỉ cần mơ một giấc mơ đẹp thì trong nhà sẽ như thiên đường, nhưng một khi mơ thấy ác mộng thì sẽ xuất hiện một con quái vật xấu xí tên là ông kẹ. Nó rất hung ác, luôn tìm cách dọa cậu. Ta sẽ ở bên ngươi mãi mãi. Thậm chí ông kẹ còn nhân lúc sau khi cậu ngủ để giết mẹ nuôi của cậu. Cha nuôi cũng bị Cody ép cho phát điên. Ông cầm súng đến phòng Cody, chuẩn bị tự tay giết chết con ác quỷ này. Xin lỗi con Cody. Nhìn biểu cảm ngây thơ của cậu, người cha nuôi đau khổ đặt súng xuống. Cuối cùng cha nuôi bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, còn Cody thì bị cảnh sát mang vào trại trẻ mồ côi. Mấy tháng trôi qua, một cặp vợ chồng nhìn trúng sự ngoan ngoãn của Cody, dự định nhận nuôi cậu. Người phụ nữ tên là Jessie, không lâu trước đó con trai của cô bị chết đuối trong bồn tắm. Sau khi con trai chết, hai vợ chồng cũng rất tự trách. Để làm giảm nỗi đau mất con, họ quyết định mang Cody về nhà. Cậu bé rất ngoan, không ồn ào, nhưng rất nhanh Jessie đã phát hiện điều kỳ lạ. Dưới giường của cô đi giấu rất nhiều đồ uống chức năng. Đến tối, trong nhà luôn xuất hiện một vài con bướm quý hiếm. Rốt cuộc là bướm từ đâu ra? Nhưng trong giây tiếp theo những con bướm này lại biến mất. Nhưng điều lạ lùng là cô còn nhìn thấy hồn ma của người con trai đã mất. Điều này đã dọa cô không hề nhẹ. Ngày hôm sau, Jessie tìm bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ lại nói với cô đó chỉ là ảo giác xuất hiện vì cô quá nhớ con trai mà thôi. Con trai của cô không biến thành hồn ma. Jessie nửa tin nửa ngờ quay về nhà, nhưng tối đó chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Sau khi cô đi ngủ, một con bướm bay đến trên tay của người chồng. Sau đó Jessie liền nhìn thấy con trai. Cô đi qua ôm lấy cậu con trai, xúc cảm vừa chân thực lại ấm áp. Nhưng giây tiếp theo cậu con trai đã biến mất. Khi hai người đang chìm đắm trong sự đau khổ thì cô đi lại đi xuống nói với họ: xin lỗi. Sau đó lấy một bình cà phê trong phòng bếp về phòng uống. Ở căn phòng bên cạnh, hai vợ chồng mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, cô đi nói với Jessie về năng lực của mình. Con sẽ không làm nữa đâu. Đừng giận con. Không những cô không tức giận mà còn dành sự yêu thương gấp đôi cho cậu. Đón cậu tan học, chơi game cùng cậu, thậm chí còn chủ động nhắc đến cậu con trai của mình. Ban ngày thì mở vi về cậu con trai cho cô đi xem, hướng dẫn cậu nhớ mỗi một chi tiết. Thằng bé rất thích hôn mẹ như thế này, hãy nhìn kỹ xem thằng bé làm như thế nào. Ban đêm thì dỗ cậu ngủ, tất cả đều là vì lợi dụng năng lực của cô đi để gặp lại con trai. Đêm khuya, kỳ tích quả thật đã xuất hiện, trong nhà có vô số chú bướm sặc sỡ bay đến, còn cậu con trai cũng xuất hiện ở phòng khách. Hai mẹ con chạm mũi thân thiết như xưa, chỉ có người chồng ở một bên cảm thấy kỳ lạ. Cô đi. Lúc đó ông mới biết đây không phải là con trai của họ. Mà lúc này, những con bướm trên lầu tập trung lại thành một điểm tạo thành một bóng người. Bóng người đến trước giường cô đi. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi mãi mãi. Cô đi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lại là một đêm mất ngủ. Cậu bé đi học, để không ngủ gật cậu đã dùng sức véo tay mình. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không chống chọi nỗi cơn buồn ngủ. Cô đi vừa ngủ thì liền mơ thấy ác mộng. Ông kẹ chạy ra từ giấc mơ, sau đó vặn vẹo cơ thể chạy về hướng bạn học của cậu. Rất nhanh bạn của cậu đã bị ông kẹ nuốt chửng hoàn toàn. Sau khi cô đi tỉnh lại thì mọi thứ trong phòng đã khôi phục lại sự yên lặng. Chỉ có người bạn đó là đã biến mất. Vì hiện trường không để lại bất cứ manh mối nào nên cảnh sát chỉ có thể ghi tên cậu bé đó vào diện người mất tích. Đến tối, cô đi không dám ngủ nữa. Cậu trộm lấy cà phê trong nhà để uống, nhưng điều này đã bị Jessie phát hiện. Để gặp lại con trai, Jessie nói dối với bác sĩ rằng cô đi mắc chứng mất ngủ, bảo bác sĩ kê thuốc an thần cho trẻ. Sau đó cô cho thuốc an thần vào trong sữa bảo cô đi uống. Cô đi nhanh chóng ngủ đi. Mấy tiếng sau, Jessie gặp được con trai như mong muốn. Con trai à? Nhưng khắp người đứa con trai lại bẩn thỉu. Lúc này sắc mặt người con trai bỗng thay đổi, nôn ra một dòng nước màu đen phun khắp mặt Jessie. Điều này dọa hai vợ chồng không nhẹ. Người chồng nhận ra có điều không đúng, lập tức lên tầng gọi cô đi. Nhưng tác dụng của thuốc ngủ quá mạnh, cô đi không thể tỉnh lại tức thời được. Lúc này ông kẹ cũng lên lầu, hắn đạp bay cửa phòng, phá cửa đi vào, vì bảo vệ vợ mà người chồng chắn ở phía trước. Nhanh chạy đi. Sau đó ông bị ông kẹ nuốt chửng. May là cô đi kịp thời tỉnh lại báo cảnh sát nên Jessie mới nhặt lại được một mạng. Đợi đến khi cảnh sát đến thì người chồng đã biến mất. Còn Jessie thì vì bỏ thuốc con nuôi mà bị phán tội ngược đãi trẻ em. Cứ thế cảnh sát mạng cô đi quay về trại mồ côi. Từ đó về sau, cô đi đáng thương không dám ngủ sâu nữa. Ở bên khác, vì tìm lại chồng mà Jessie bắt đầu điều tra thân thế của cô đi. Càng điều tra sâu hơn, Jessie phát hiện hai cặp cha mẹ nuôi trước của cậu cũng đều mất tích một cách kỳ lạ. Người cha nuôi thứ hai thì đã từng có ý định bắn chết cô đi nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Jessie lần theo bệnh án thì tìm thấy bệnh viện tâm thần mà người cha nuôi thứ hai đang ở. Người đàn ông này đã từng có ý định bắn chết đứa con nuôi của mình. Nguyên nhân là đứa con nuôi đã giết chết vợ của hắn. Người đàn ông nói với Jessie mọi thứ. Đứa bé đó có năng lực biến giấc mơ thành sự thật. Giấc mơ đẹp khiến người ta nghẹt thở. Nhưng khi cậu bé mơ thấy ác mộng thì mọi thứ sẽ trở thành ác mộng. Giống với Jessie, khi người đàn ông bắt đầu nhận nuôi cô đi thì trong nhà luôn xuất hiện một số hình ảnh như thiên đường. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc không kéo dài được lâu. Không lâu sau người vợ bị bệnh nặng, thường nằm trên giường không dậy. Cô đi bắt đầu trở nên bất an. Vào một buổi tối, ông kẹ bắt người vợ đi. Sau đó người đàn ông mới biết năng lực lì lạ của cô đi. Để cô đi có thể mơ thấy vợ mình, người đàn ông ép cậu nhìn ảnh của người vợ mỗi ngày. Mỗi tối đều ngây người ôm lấy người vợ như thế. Sau này người đàn ông không còn thỏa mãn với người giả mà cô đi tạo ra trong giấc mơ nữa. Người đàn ông bị ép đến phát điên, cầm súng đến phòng cô đi. Nhưng cuối cùng tôi lại không ra tay được.
Lúc này người đàn ông nói với Jesse, có lẽ cô có thể giết thằng bé. Đương nhiên là Jesse đã từ chối. Cô cảm thấy cô đi không phải là ác quỷ. Lần theo manh mối, cô tìm thấy bệnh án của mẹ ruột cậu. Trong di vật của mẹ ruột cậu, Jesse phát hiện một quyển nhật ký, còn có một con bướm màu xanh. Vì hai ngày liên tục không ngủ nên cô đi bị nhân viên điều dưỡng cưỡng chế tiêm thuốc an thần. Sự bất an mạnh mẽ khiến cho cô đi mơ thấy ác mộng. Đợi đến khi Jesse đến trại mồ côi thì nơi này đã biến thành ngôi nhà ma u ám. Tất cả nhân viên đều bị giam trong giấc mơ của cô đi. Jesse bất an đi vào bên trong, có một cái bồn tắm ở cuối phòng. Sau đó một màn đáng sợ nhất trong nội tâm của Jesse đã xuất hiện. Cảnh con trai chết đuối xuất hiện lặp lại trước mắt cô. Jesse vẫn rất tự trách, nhưng lần này cô đã đón nhận hiện thực, không còn cố chấp với cái chết của con trai nữa. Jesse từ từ đi ra khỏi phòng. Trong phòng dây mây dày đặc, cuối hành lang là ông kẹ màu trắng đó. Vào lúc ông kẹ kêu gào xông về phía cô thì Jesse cầm con bướm xanh ra sau đó ôm lấy ông kẹ. Nằm trong lòng Jesse, ông kẹ dần biến thành cô đi sau đó biến mất trong không trung. Trong phòng, cô đi vẫn đang ngủ say, nhưng tất cả đã bắt đầu trở nên yên bình. Dây mây biến mất, nhân viên bị trói trong kén cũng được thả ra. Jesse ôm lấy cô đi ra khỏi trại mồ côi trong vòng vây của bươm bướm. Ngày tiếp theo, Jesse cho cô đi xem nhật ký của mẹ ruột cậu. Thì ra khi cô đi còn là trẻ sơ sinh thì mẹ ruột của cậu đã phát hiện ra năng lực của cậu và dùng cách của mình để hướng dẫn cho con mình, dạy cho cậu biết sự đẹp đẽ của mọi thứ trên thế giới. Nhưng quãng thời gian vui vẻ không kéo dài quá lâu. Vào lúc cô đi được 1 tuổi, mẹ cậu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Để giải thích chữ ung thư này cho đứa con nhỏ bé của mình, người mẹ đã dùng ông kẹ để làm ví dụ. Căn bệnh ập đến như núi đổ, người mẹ ngày càng tiểu tụy, nhanh chóng được chuyển đến phòng chăm sóc tích cực. Vào lần gặp mặt cuối cùng của hai mẹ con, gương mặt của mẹ đã trở nên vừa tiểu tụy vừa đáng sợ. Bà dùng sức lực cuối cùng nói với cô đi, mẹ sẽ ở bên cạnh con mãi mãi. Nhưng lúc đó cô đi vẫn còn quá nhỏ, chỉ nhớ gương mặt tiểu tụy và giọng nói khàn khàn của mẹ, mà đây chính là nguồn gốc của ông kẹ trong giấc mơ của cô đi. Bây giờ cuối cùng cô đi cũng hiểu ra hoàn toàn không có ông kẹ nào cả mà tất cả đều là tình yêu của mẹ đối với cậu. Sau khi biết được sự thật, cơn ác mộng đã được hóa giải. Tối đó, Jesse kể một câu chuyện cho cô đi. Trong câu chuyện, người bị ông kẹ nuốt chửng đều có được hạnh phúc, bạn của cậu thì quay về nhà. Trong mơ cha mẹ nuôi luôn hạnh phúc bên nhau, còn người chồng thì gặp được con trai của họ. Jesse xoa tóc cô đi, đã hóa giải khúc mắc trong lòng của cậu. Cuối cùng cô đi nằm trong lòng Jesse rồi biến ra một con bướm. Bây giờ cậu đã được tình yêu bao bọc, có thể hoàn toàn khống chế năng lực của mình.